chào. Hà rồi chào Hà. Đang làm gì vậy? À đang tưới cây hả? Hôm nay hơi nóng đúng không? Hơi nóng. Chị Nguyễn Thị Hải Hà, 43 tuổi, đã đến Nhật được 20 năm. Cái nhà này nó đúng như là trong trong mấy cái phim mà chị hay xem á. Nhật á là những cái nhà nó như vậy nè. Nhà này hả, xây là cũng được 76 năm rồi chị. Wow, gần trăm năm luôn. Nhà của chị Hà là nhà kiểu Nhật và bây giờ còn rất ít. Hi. Xin chào. Chào anh. anh có hiểu tiếng Việt nhiều không? Dạ. Một chút. Một chút hả? À, anh là anh tên của anh á, có thể gọi anh như thế nào? Nguyễn. Nguyễn, họ Nguyễn. Ô, oh, họ Nguyễn. Su Su Sê. Chị Hồng Vân á, chị Hồng Vân cứ kêu anh là Su Chàng. Su Chàng. À Su Chàng. Cái này là tụi em làm hết á. Wow, vậy dạ, đó hả? Dạ. Giỏi quá vậy. Cái này cũng tự đóng luôn hết á. Tự làm hết á. Dạ. Su Chàng. Vợ anh giỏi quá hả? Tổng đô 1人 để, いろんなところをいろいろと工夫して. Anh có hài lòng không? Anh có thích điều đó không? Điều nghệ sĩ Hồng Vân để ý nãy giờ là con mưa min ở khắp mọi nơi. Đây là gì vậy nhỉ? Rồi cái em cũng bị ảnh hưởng bởi sự trà nên em thích luôn. Mưa min xong rồi em bắt đầu em là collection. Em sưu tầm đúng không? Tầm. Cái này là kỷ niệm của hai đứa. Lần đầu tiên là em tặng cho anh là tặng. Thật ra là nhờ vào món quà này mà bắt đầu tình yêu của hai người. Cho dù ngoại hình khá lạ lùng, nhưng chị Hà vẫn... Đó em có bắt chuyện nói chuyện với ảnh. Thì em thấy cái này, cái bề ngoài thì rất là đặc biệt nhưng mà nhìn rất là buồn. Và buồn nhất là đôi mắt. Đôi mắt rất là cũng buồn đó. Cái rồi hỏi chuyện. Thì mới biết là ảnh sống chung với mẹ đó. Rồi nói chung ảnh lo lắng. Anh lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mẹ đó. Cái anh này á, có cảm giác anh rất là mềm yếu và rồi một con người rất mong manh dễ vỡ đó. Mong manh dễ vỡ và rất là hiền. Thương mẹ. Cái ấn tiện đó. Thương mẹ. Dạ. Tại vì á, tại em nói chung là quan niệm của người Việt mình á là rất là coi trọng gia đình. Đúng rồi, hiếu thảo đó. Dạ. Dạ, những người. Nói như em nói, nên những người con trai nào mà thương và quan tâm với mẹ mình sẽ rất yên tâm, mình sẽ rất yên tâm nếu mà gọi là trao thân gửi phận. Đó xong rồi, rồi em mới đó ngay cái dịp mà lễ Mưa Min đó, à. Cái là em mới mua cái đó để tặng cho anh. Ờ, anh Xuân Trần lúc mà anh nhận được cái Mưa Min đó, cái quà tặng đó, anh nghĩ thế nào? Mà Mưa Min の話を まあその頃多分いっぱいしてたと思うんですけど、だからまあもらっていや嬉しかったです。またでも突然だったんでびっくりしましたけど。Đối với anh Siêu Sê, anh trân trọng tình cảm giữa hai người và kết quả sau 2 năm hẹn hò, họ đã quyết định kết hôn. Ông chờ tôi chút nhé. Đây rồi. OK đi. Chào tạm biệt. Con mới đi học về hả? Con mới đi học về. Con mới đi học về. Ồ, giỏi quá. Giỏi kìa. Ồ, con học lớp mấy rồi? Lớp 3. Con học lớp mấy rồi? Lớp 1. Ồ, giỏi quá. Trời, dễ thương quá. Đời này á, em và... Là sao? Gặp tiền. À, như vậy là cái cửa hàng này em đã làm cách đây 15 năm. Thời học sinh, chị Hà từng làm việc bán thời gian tại Nhật Bản. Ừ, hồi đó là ngày nào anh cũng vô đây hết à? Lúc đây em ngồi đâu? Đây.
anh đứng ở đó, còn anh đi mua cái gì? Doki doki guru, najimi no okyakusan da na tte omotte mashita kedo. Chotto kawatte ru hito da na to wa omotte mashita kedo. Masaka tsukiyatte ru to wa omotte nai kara, amari wa yuwanakatta desu. そうですね。今もなんか幸せに子供も3人もいるから、これからも末永くしっかり幸せにしてやってください。これ。安住ちゃん、理由は何？まあ、あれ、どういう？そう、そうですね。結婚するときに、まあその。日本の戸籍法ではどちらかの名字にします。まあ、実は国際結婚では変えなくてもいいという決まりがあるんですけど、両方とも別々でもいいんですけど、うん、まあ、やはりその日本人の考えではどっちだかにした方がいいなと思ったんですね。一般的には、日本だと9割方男性の名字を使うんですけど、そのベトナムにもっと関わっていきたいから、うん、ということで、うん、変えました。それに変えた方がきっといろいろ苦労するだろうから、まあ、できない体験ができていいなと思った。Và điều mà nghệ sĩ Hồng Vân quan tâm nhất là mỗi ngày anh có ôm Hà rồi có hôn vào má Hà không? Chúc mừng sinh nhật mấy chị, chúc sinh nhật nhé. Sáng ha, sáng ngủ dậy là ví dụ như em ở em đang ở bếp đó, chuẩn bị ăn sáng á, là anh cũng vậy á, anh hay xuống bếp xong ở đằng sau á, anh ôm nàng trước xong đựng đựng vô vai. Hả? Anh siêu xê cũng có điểm này ư? Bác thấy hai vợ chồng có xứng đôi không? Nha tê đi. Ở Việt Nam á thì thường là như vậy nè. Khi mà vợ chồng lấy nhau á, thì cái điểm mà hay bị xung đột nhiều nhất là cái cách dạy con. Ồ, tụi em có gặp cái trường hợp như vậy hay không? Dĩ nhiên là ảnh cũng có cách dạy con riêng của ảnh. Em cũng sẽ có cách dạy con riêng của em. Nhưng mà cả hai, ví dụ khi mà em dạy á, thì ảnh không có xen vô. Ví dụ ảnh mà dạy á, thì em không xen vô. Cách dạy con của ảnh nó có một cái khác là dạy cho mấy đứa sao mà khi mà ra xã hội á, nó sẽ là người cốt cho xã hội. Rồi ví dụ như sau này một trong ba đứa có một đứa nào đó nó nói là ở mai mốt nó muốn về Việt Nam nó làm việc thì em sẽ nghĩ như thế nào? Muốn đi thì cho đi. Nói chung là tôn trọng. Nhưng mà tôn trọng ý kiến của con. Rồi anh thì sao? Không, bất cứ đâu có đi làm việc thì cũng không có vấn đề gì. Nói chung làm việc ở đâu cũng được. Nếu như có một ngày nào đó được làm công việc đi lại giữa Nhật Bản và Việt Nam thì thật tốt biết bao. Hai vợ chồng đã gói ghém tình cảm dành cho nhau và viết thư để trao cho đối phương để có thể bày tỏ những suy nghĩ mà bình thường khó nói bằng lời. スーちゃんと出会って本当に良かったです。毎日家族のためにお仕事頑張ってくれてありがとう。大好きですよ。そして仕事がいくら忙しくてもいつも時間を作って子供と一緒に遊んでくれてありがとう。毎晩スーちゃんが家に帰るのを待っている子供の姿を見てとても嬉しいです。時々大したことじゃないのに気にしちゃってスーちゃんを困らせることがあるけど、いつもスーちゃんを信じますよ。これからもよろしくお願いします。Tiếp theo là của anh siêu xê dành cho chị Hà. Hà-chan, itsumo arigato. Hà-chan no uchi ni kite kara, seikatsu wa ookiku kawari. Sameshikatta seikatsu wa akaruku tanoshii mono ni narimashita. Kai-chan ga umare, Jin-chan ga umare, soshite Rei-chan ga umarete, kotomo ga fue eru tabi ni niyaka ni natte itta kedo.
その中心にはいつもはあちゃんの笑顔がありました。はあちゃんの笑顔はみんなを明るい気持ちにさせます。これからもうちの中心で輝いていてください。カモンニュー、エムハー。chúc mừng em. Những giọt nước mắt sung sướng hạnh phúc. 10 năm rồi đó nha các bạn, chứ không phải là mới đây. À, cái tình cảm họ dành cho nhau rất hết sức là làm mình cũng xúc động luôn nè. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn là Hà có thể nói cảm ơn là bởi vì vâng, em cũng là người con gái Việt Nam. Thấy Hà hạnh phúc với một người chồng gọi là khác đất nước, mà anh yêu thương gọi là cán đáng cái gia đình á một cách quá là tốt như thế này, thì em hạnh phúc giùm cho Hà, và em cũng cảm ơn cho Hà. Cô chị và cảm ơn chị. Cảm ơn anh. Yeah. Chị Hà đã có thể xây dựng gia đình hạnh phúc dù là có rất nhiều khó khăn của việc kết hôn với người nước ngoài tại một nơi xa xôi ở Nhật Bản. Cả gia đình hãy cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhé.